Theo Goal, Romeo xác nhận trên Instagram sẽ khoác áo câu lạc bộ Fort Lauderdale. Đây là đội bóng liên kết với Inter Miami thuộc sở hữu của chính David Beckham. Bài đăng của Romeo nhận được gần 100.000 lượt thích và hàng ngàn lượt bình luận. Rất nhiều người gửi lời chúc mừng cậu con trai thứ hai nhà Beck. Trước đó, Romeo từng tập luyện tại một số câu lạc bộ. Trên Instagram, anh cũng hay đăng tải các đoạn video phô diễn kỹ thuật. Theo tờ Marca, Tây Ban Nha, dù đã 19 tuổi, nhưng Romeo lại rất thiếu kinh nghiệm thi đấu. Việc khởi đầu ở Fort Lauderdale có thể xem là đúng đắn với Romeo khi câu lạc bộ này đang thi đấu ở League One, giải đấu hạng 3 tại Mỹ. Do đó, Romeo sẽ có nhiều cơ hội để ra sân. Được biết, con trai út của Beckham là Harvey cũng đang tham gia đội trẻ của Fort Lauderdale.